Đấy, chiều mình đi giao cái thùng này ở Vũng Tàu. Còn bây giờ mình đi giao cái cây. Ủa, cái cây đó đâu? À, cái cây đó bỏ lên xe rồi. Hồi lát mình cho các bạn coi sau nha. Uống đi Thành ơi. Uống cho nó mập cái thầy em lên đi Thành ơi. Đẹp trai như quý. Rồi, lên đường các bạn ạ. Chiều này có mưa. Các bạn ơi, Hoàng á, Hoàng review nhiều đàn á, lên đồ mặc cho nó láng con lên, xong rồi review đẹp ơi đẹp. Xong sau đó thay đồ mặc đồ thun đi giao đàn như ai. Thôi, cái việc gì mình làm được thì mình làm, Hoàng cũng thấy cố gắng hết mình, hết sức bằng cái sức lao động của chính mình. Mình cũng chẳng cần phải màu mè ha các bạn ha. Mình Hoàng thấy Hoàng sống cứ chất phác vậy đấy. Đôi khi người ta lại khoái. Cảm ơn các bạn đã coi các video của Hoàng cũng như là ủng hộ Hoàng suốt thời gian qua. Hoàng mở cửa hàng từ năm 2012 tới giờ, lâu lắm rồi đó, lâu rồi đó. Cũng có kinh nghiệm trong nghề đó ha, tin tưởng được đó. Dùng cái đánh là đập cho. Đánh hay như quý ạ. Xin phép ạ, con xin phép con dọc ạ.